Dạ vâng, em Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Buổi chiều ngày hôm nay em Kim tiếp tục sale một cái mặt hàng tại kho, đó là Kobenco SK115SR với giá 550 triệu. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu 04 đến 045, hoặc là mình cần sử dụng xe tầm 0405 mà tài chính thấp, thì sở hữu ngay em này giúp giùm em Kim ha. Là vì em này nó tương đương với 045 đời 89, nhưng mà em này được cái đời cao, sử dụng ra điện thì tiết kiệm nhiên liệu ha. Nó chỉ là mình sử dụng ra điện rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà máy là kim phun cơ nha cô chú anh chị. Anh nào đã từng sử dụng cái dòng này rồi thì sắm thêm cho mình một con ngựa chiến nữa đi nha. Là vì giá ngày hôm nay là cái giá tận gốc để thu hồi vốn, để mà em có cái đồng vốn em xây dòng để mà mình lấy mặt hàng khác nữa nha cô chú anh chị. Đấy, chiếc xe này thì em đã bảo dưỡng tổng thể hết chiếc xe rồi. Ngày mai em sẽ tiếp tục test cái sản phẩm này ở trên cái clip kế tiếp. Mời cô chú đón xem cái clip kế tiếp giúp giùm em Kim nha. Còn anh nào đã tự tin mà chốt online hoặc là tin tưởng vào bên kho hàng em Kim thì có thể chốt ngay bây giờ giúp giùm cho em Kim vào số 0966 340 640. Em này đã được em Kim bảo dưỡng toàn diện rồi. Và hiện tại là em nói đang sở hữu một cái đường búa nguyên bản nha. Cho nên anh nào cần xài búa phá đá, phá vỡ những cái nhà cũ rồi đó, hoặc là mình có thể gấp gỗ được không ạ? Được luôn nha mấy anh. Anh chỉ cần mua cái phụ kiện theo kèm là có thể lắp vào đường búa, nó có nguyên bản rồi thì mình xài Vivo luôn ha. Rồi em nhắc lại số điện thoại của mình để anh chị tiện thể gọi cho em nhanh và luôn nè. 0966 340 640. Chốt 550 triệu giá tại kho cho một sản phẩm Kobenco SK115SR. Gọi ngay cho em Kim nha.